Công Phượng chia tay đội bóng phố núi, đầu quân cho câu lạc bộ nổi tiếng tại Nhật Bản. Kết thúc V-League 2022, bản hợp đồng của Công Phượng và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ chính thức hết hiệu lực. Phượng núi quyết định không gia hạn thêm, tìm cơ hội ra nước ngoài để thử sức bản thân. Bến đổ mới của chân sút Nghệ An chính là câu lạc bộ Yokohama của Nhật Bản và bản hợp đồng sẽ kéo dài 3 năm. Được biết, đội bóng này đang thi đấu ở C-League 1, giải đấu cao nhất của Nhật Bản. Mới đây, trên fanpage và trang chủ của Yokohama FC đã chính thức công bố thông tin về việc Công Phượng sẽ là hành viên mới của câu lạc bộ. Về phía Công Phượng, thông qua trang chủ của câu lạc bộ, anh cũng có chia sẻ gây chú ý. Anh cho hay như sau. Tôi rất vui khi được gia nhập Yokohama FC. Đây là khởi đầu mới trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Giải đấu mới, đồng đội mới và hách thức mới đang chờ đợi tôi phía trước. Nhưng tôi đã sẵn sàng để đối mặt và giúp đỡ câu lạc bộ có thêm được những thành công, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức khi khoác áo Yokohama FC. Hãy ủng hộ chúng tôi trong những trận đấu sắp tới. Tôi rất mong chờ được gặp các bạn. Trước đó, Công Phượng cũng từng nhiều lần thử sức bản thân khi quyết định ra nước ngoài vũ đấu. Anh từng là hành viên của Incheon Hàn Quốc, Shin Tudenshi của Bỉ, hay Mito Hollywood của Nhật Bản. Với lần xuất ngoại này, người hâm mộ rất kỳ vọng chân suốt Việt Nam sẽ có cơ hội để tỏ sáng.